vườn chè tứ quý. 18 tháng tuổi. Còn chiếc nhánh này cả nhà thấy khủng không? Này nó bán nhánh này. Vườn chè tứ quý. Chè này tốt lắm cả nhà. Lên măng. Quá tốt. Vườn chè tứ quý. Bứng, bốn một bứng liền. Hả? Đó thì khoe này nữa, nửa chừng nào bứng thì cho. Rồi ngồi xuống. Cứ chụp hình. Cái này là phải bứng rồi. Mà lại có một cây một và bốn một màng ghê này, giờ cũng đẩy cỏ nè. Ví dụ này mà mình không có làm đúng cái kỹ thuật thì nó không có lên măng gì gì mới lên măng, chứ không phải là không đúng kỹ thuật cũng không lên măng. Thì xin chia sẻ thêm với cả nhà mình đó là sau khi mình đã cắt những cái cành này dài như thế này hết rồi, mình cưa ở phía trên cái